Xin chào các bạn, mình là Phan Vũ. Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn bán hàng của xe máy HC Hải Dương. Như các bạn đã biết, hiện nay đất nước ta đang trải qua thời kỳ nắng nóng kéo dài, cũng như môi trường khí hậu ngày càng ô nhiễm. Vậy nên nhu cầu mua sử dụng điều hòa cũng như máy lọc không khí ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, chi phí để mua cùng lúc hai sản phẩm là khá tốn kém và sử dụng khá bất tiện. Vậy nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẫu điều hòa tích hợp cả hai tính năng, đó chính là làm lạnh cũng như là lọc không khí trong phòng của bạn. Đó là model điều hòa LV hay là không khí Dual Inverter V10 APS xuất xứ tại Thái Lan. Mời các bạn cùng xem video. Như các bạn đã biết, trong không khí luôn tiềm ẩn các hạt vi bụi siêu nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp và sức khỏe. Hệ thống lọc không khí ưu việt của điều hòa LV sẽ giúp loại bỏ các hạt vi bụi, các tác nhân gây dị ứng, ngăn sự phát triển của vi khuẩn và virus, loại bỏ mùi khó chịu, mang đến không gian sống trong lành, khỏe mạnh cho cả gia đình. Máy điều hòa LG Dual Inverter V10 APS là sản phẩm cao cấp nhất của điều hòa thương hiệu LG. Với thiết kế trẻ trung, vỏ ngoài màu trắng tinh tế, máy lạnh này chắc chắn sẽ mang đến vẻ đẹp tiện nghi cho mọi không gian phòng ốc. Công suất làm lạnh là 1 HP, phù hợp cho những căn phòng dưới 15m2. Máy nén Dual Inverter được trang bị trên máy lạnh LG giúp người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng hoạt động của máy khi sử dụng. Không chỉ giúp tiết kiệm điện lên đến 70% điện năng tiêu thụ hàng tháng, công nghệ này còn có khả năng làm lạnh nhanh hơn 40% so với thông thường, đồng thời giảm rung hiệu quả. Giàn tản nhiệt mạ vàng vuông phin độc quyền của điều hòa LG giúp tăng tuổi thọ của máy chống rỉ sét, bảo vệ giàn tản nhiệt, chống ăn mòn và các tác nhân bên ngoài như không khí, nước, hơi mặn. Chế độ làm lạnh nhanh cho phép máy lạnh LG 1 HP V10 APS tạo luồng khí lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp đều phòng. Bạn có thể cảm nhận được sự mát mẻ, thoải mái chỉ sau vài phút hoạt khởi động. Với chức năng kết nối Wi-Fi, bạn có thể điều khiển máy lạnh ở bất kỳ đâu bằng điện thoại thông minh của mình. Chức năng này rất tiện dụng khi bạn đã ra ngoài mà quên tắt máy lạnh hoặc bạn muốn khởi động máy lạnh trước khi về nhà để không phải chờ đợi lâu. Bộ lọc không khí được tích hợp trên máy lạnh LG có khả năng tạo ra ion để làm sạch luồng không khí, loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn và các tác nhân gây dị ứng. Nhờ đó mà bạn hoàn toàn có thể yên tâm cho sức khỏe các thành viên trong gia đình khi sử dụng máy lạnh này. Ngoài ra, hệ thống lọc không khí trên máy lạnh có thể hoạt động độc lập với hệ thống làm lạnh, cho phép bạn sử dụng chiếc máy lạnh của mình như một chiếc máy lọc không khí thực thụ. Cảm biến bụi PM1.0 được đặt ở bên hông của sản phẩm. Đây là bộ cảm biến được tích hợp bên hông máy. Cảm biến này sẽ kiểm soát theo dõi nồng độ bụi trong không khí. Khi nồng độ bụi quá cao, cảm biến sẽ nhận được và kích hoạt chế độ tạo ion lọc không khí. Màn hình hiển thị chất lượng trong không khí thông qua 6 màu sắc giúp khách hàng có thể theo dõi được chất lượng không khí trong phòng. Máy lạnh Inverter này được trang bị 4 chế độ gió khác nhau để người dùng có thể lựa chọn tùy theo mục đích sử dụng. Cụ thể, với chức năng này, bạn có thể chủ động điều khiển khí lạnh tỏ ra trực tiếp theo hướng mình mong muốn, trên, dưới, trái, phải, tối ưu hóa công suất làm lạnh cho hiệu quả làm lạnh lý tưởng nhất. Ngoài ra, máy còn có hệ thống tự khởi động lại khi cúp điện, khóa điện. Khi cúp điện đột ngột, máy lạnh sẽ tự động ghi nhớ các cài đặt hiện tại như nhiệt độ, hướng gió. Và khi có điện lại, máy sẽ tự thiết lập lại các thông số đã ghi nhớ trước đó mà không cần sự can thiệp từ người dùng. Vừa rồi mình đã giới thiệu những tính năng nổi bật của điều hòa hay là không khí LG Dual Inverter model V10 APS, sản phẩm hiện đang bán tại siêu thị nhà máy HC với những ưu đãi vô cùng lớn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, mời các bạn liên hệ số điện thoại phía dưới màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.